Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì sắc giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì thanh hương vị xúc pháp giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì nhãn thức giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì nhãn xúc nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì nhi tĩ thiệt thân ý xúc nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị la hiện tại, chẳng vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì các thọ do nhi tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì địa giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì thủy hỏa phong không thức giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì vô minh nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì bố thí ba la mật đa nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật na nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì Pháp không nội nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì trơn như, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy này thiện hiện chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì thánh đế khổ nên hộ niệm đại bồ tát ấy chẳng vì thánh đế tập diệt đạo nên hộ niệm đại bồ tát ấy này thiện hiện chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì bốn tịnh lự nên hộ niệm đại bồ tát ấy chẳng vì bốn vô lượng bốn định vô sắc nên hộ niệm đại bồ tát ấy này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì tám giải thoát, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy chẳng vì tám thắng xứ Chí tịnh thứ đại mười biến xứ, nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Hết quyển thứ 356.